Em xem cái video mẫu chẳng anh chỉ đóng thế thôi cho để đóng cái phần hình này gì á, chị chơi bớt gì này.
Thì anh Sĩ cũng chơi sao nhỉ? Ừ, anh Sĩ cũng chơi. Liên Quân thì chơi từ hồi cấp 3. Ừ, anh cũng thế. Lâu lắm rồi. Một bạn ngày 22 đến. Ngày mai là bạn. Bạn là full time. Các bạn đầu tiên của anh là chỉ làm game thôi, không phải là làm mấy cái video game ấy. Vâng. Tức là chỉ có 3 người làm video game thôi. Bây giờ nguy hiểm lắm. Thấy mấy cái video về phim điện điện 22 thì là xưa. Em thì lên sắc không phải là. Nói chung là mẹ tự tin là được. Em anh chỉ gần đấy thôi. Em anh chỉ gần mặc bộ quần áo thôi, còn chỉ thích người đó. Em nói chung là đấy, em đã tự tin lên đây là em không phải nghĩ đâu. Không phải, cứ thoải mái thôi, ở đây thoải mái. Vâng. Đấy, về lương thì bà ghi rõ chưa? Chưa, em bảo lương thương lượng mà, inbox mà. Thắc mắc lương. Mấy cái này thì cần bao nhiêu? Anh tính là lương cho nhân viên thì tầm bao nhiêu? Anh thì lương bắt làm bình thường các bạn đến là 3 triệu. 3 triệu một tháng. Tưởng theo kiểu thành tích. Chỉ được 80% lương. Tháng đầu là tiền gì? Thì là khoảng 2 triệu mấy đấy, 2 triệu 7 cả gì đấy đúng không? Ừ. Đấy. Đấy. Nhưng ngày nào thì em bắt đầu đến thử việc này? Hay trong ngày mai luôn? Mai luôn. Chiều nay luôn. Chiều nay luôn. Sao không phải bây giờ luôn đi anh? Là bọn anh chưa xong. Đã, chưa xong. Ừ. Máu này. Bây giờ cứ từ từ nhắn tin nhắn đợi đó là đến thêm mấy bạn nữa để quay nhau để gửi đông. Đấy, video thì em xem ở đây nó cũng chỉ bình thường thế. Vâng. Nó không có gì đâu cả. Không có gì đâu cả. Không có gì đâu. Bởi vì tại bàn riêng kia mặt nó hơi nóng thôi. B1 đấy. Sau đi. Học B1, tiếng Anh B1 đi, để ra trường. Thì em học B2. Em học khoa gì? Em học thông tin. Nhưng chị này học ngôn ngữ Anh đúng không ạ? Không, chị học kinh tế. Kinh tế. Sao kinh tế mình kinh tế hay nhỉ? Chất lượng cao. Chất lượng cao. À. Đây anh học công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học. Đúng không? Công nghệ sinh học. Có luôn. Em biết đi đâu? Em biết dùng đã từng thôi. Đã từng. Em dùng phần mềm gì? Cắp cắp. Có thể là ngày con
là có thể sẽ có ngày kiểu quay cả ngày. Thế luôn nó làm gì? Chắc lấy phần sau mới cho nó xài quen. Để đến thứ năm về nghỉ đúng không? Thì xong em làm gì? Không, ý cho nó làm phần spam trước à? Thứ năm là mình bắt đầu nghỉ đúng không? Làm một thứ năm đúng không? Đúng. Thì xong cứ cho nó thử tập trước à? Rồi sau nó làm kênh kia thì mẹ bỏ spam. Kênh 2 phút kia không làm nữa. Mấy kênh mà chết gà sao ấy. Sao nó phỏng vấn bảo là không phải làm đấy. Game gì mà nhảm này, cứ cho ngủ.
nôn ra khỏi mặt. Có thứ kéo kéo ra. Sao bắt sữa. Em đang mấy nhóm Ocean Park. Anh chưa tham gia ai gì đấy. Mà nó mới duyệt một bài hay sao? Oh my gosh. Trời. Nó có comment gì đâu.
Babushka. Do you like playing games? I'm gonna check out some of the other apps, all right? Excuse me. I'm back at this point, like, I can get it.
Thank you.
Thank you.
First blood.
it. It's time to hurt somebody. No, no, not that. Thank you.
Give me this.
Give me this.